Chào anh em và chào anh Hiệp. Em sẽ test và review cái máng đèn của anh cho anh xem. Và anh em cùng xem luôn. Một cái máng đèn rất là to, rất là đẹp nữa. Kích thước 1m6 x 50 và cao 7 phân. Máng rất là to luôn. Kết hợp làm nắp rất là thẩm mỹ, tiện lợi. Sáng rất là tối ưu cho cái hồ, như hồ anh tới 1m7 mấy thì chỉ có cái máng này mới cân nổ thôi. Full inox đến từng con ốc vít, nói không với mối hàn, không có bất kỳ mối hàn nào hết. Rất là bóng, rất là đẹp và dễ vệ sinh. Ở ngoài rất là to luôn nha. Giờ đi vào bên trong. Đây là mặt trong máng đèn, rất là dữ dội không? Bao gồm hai hàng 6 bóng 36W. Em đã kết hợp giữa bóng 36W và bóng 55W luôn để tận dụng tối ưu cái chiều dài máng đèn. Mỗi hàng bao gồm hai bóng 36W với một bóng 55W cho nó fit hết chiều dài cái máng để mình sáng tối ưu cái hồ 1m70 mấy. Đỉnh luôn, tối ưu cái chiều dài của cái máng. Ở giữa fit một cây led no 1 dài 1m39, năm hàng bóng. Sự kết hợp đang rất là hot, anh em rất là yêu thích. Đuôi đèn chống cháy, dấu dây toàn bộ, dấu luôn cột nguồn của cây led, đấu chung một nguồn duy nhất, ba công tắc, mỗi hàng là một công tắc, thích mở nào mở. Giờ em sẽ lên đèn cho anh em và anh em cùng xem. Đây là hai hàng bóng trắng ha. Ồ, thấy nó sáng ghê rồi. Cái này nó sẽ sáng tối ưu vô cái hồ 1m70 mấy của anh. Ánh sáng của đèn Philips chưa bao giờ làm anh em thất vọng. Ánh sáng mịn, độ hiển thị màu cao, ít có gây stress cho cá. Màu sắc nó rất là trung thực lên con cá led nè. Đó, em đấu vô cái công tắc ở giữa luôn. Màu của cái led no 1 năm hàng bóng nha. Ở ngoài màu nó nhìn rất là đẹp, phối màu vô máng đèn VIP luôn, đỉnh. Chơi cái này chơi gì nữa bây giờ. Đó. Thích mở hàng nào mở, buổi tối có thể tắt đèn trắng đi, mở đèn led, hoặc là mở một hàng với một hàng led. Đó. Phối gì đó hoặc có mãi hơn mở hết luôn, sáng tưng bừng. Xài những cái máng đèn này thì 1-2 năm tới anh không cần lăn tăng gì về đèn nữa, cứ tập trung vô chăm cá chơi cá thôi. Rồi một lần nữa cảm ơn anh Hiệp đã ủng hộ, mai em sẽ đóng gói và ship cho anh. Cảm ơn anh em đã xem. Cần đèn xin liên hệ Phi Hổ Arowana hoặc số điện thoại 0901 999936. Bật luôn công tắc, bật luôn công tắc, gật đầu ê ê, bật luôn công tắc.